Chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách thức chụp ảnh màn hình khi sử dụng máy tính hoặc laptop. Thì trong cái quá trình sử dụng máy tính và laptop ấy, thì có những cái hình ảnh mà các bạn cần chụp lại trên trong khi các bạn duyệt trình duyệt, hoặc là chụp ảnh lại để các bạn paste vào trong cái file làm việc của các bạn, thì các bạn sẽ thao tác trực tiếp trên cái máy tính mà không cần đến các cái ứng dụng bên thứ ba. Ví dụ như là bây giờ các bạn muốn chụp cái ảnh màn hình này, chụp ảnh màn hình trình duyệt này đó, thì các bạn sẽ thao tác trực tiếp trên cái bàn phím của máy tính. Thì các bạn chỉ cần đối với cái bàn phím của máy tính cây nhá, thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái nút print screen. Thì ở đây thì mình sẽ có tải về một cái bàn phím đây để mình mô tả cho bạn xem. Thì đây, đây chính là một cái bàn phím của máy tính cây. Đấy, bàn phím cắm rời nhé. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái nút này, print screen. Các bạn để ý một số cái bàn phím nó bố trí các vị trí cái nút này khác nhau, thì các bạn chỉ cần tìm cái phím nào mà có chữ print screen như này. Đấy, thì các bạn nhấn vào cái nút này là được. Sau đó các bạn sẽ paste vào trong pen. Còn đối với cái dòng laptop ấy, thì các bạn sẽ phải nhấn thêm cái phím Fn cộng với lại phím print screen thì nó mới thao tác được. Đấy nhá. Ví dụ như đối với cái dòng bàn phím laptop thì nó sẽ có dạng như này. Thì các bạn sẽ phải ấn phím chức năng này, Fn này, kết hợp với phím print screen như này thì xem thì mới được. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thao tác cho các bạn xem nhé. Để chụp cái màn hình này, mình sẽ chụp lại này. Và các bạn vào mục pen. Đó, vào pen. Xong các bạn ấn Ctrl V. Đây nhé. Ctrl V này các bạn. Đây. Phím Ctrl này. Và phím V. Tức là để paste cái hình ảnh nó ra ngoài này. Đó, và thì đấy là các bạn đã chụp được cái ảnh màn hình như này rồi. Thì trong cái phần pen này thì các bạn có thể co kéo lại cái bức ảnh sao cho nó phù hợp. Các bạn cho nó co nhỏ nó lại, hoặc là các bạn chọn lấy một phần. Đây, các bạn thu lại nè. Tức là mình chỉ muốn lấy cái hình ảnh đến đây thôi. Đó, thì các bạn đã cắt được một cái bức ảnh như này. Xong các bạn chỉ cần nhấn lưu lại. Lưu lại. Đó. Đó, như vậy là các bạn đã chụp xong cái ảnh màn hình và lưu được ra một cái file như này. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn về cách thức chụp ảnh lại cái màn hình khi mà mình đang sử dụng máy tính hoặc laptop. Thì đối với máy tính cây nhé, thì các bạn chỉ cần nhấn một cái phím print screen thôi là các bạn có thể Ctrl V vào trong pen rồi. Còn đối với laptop thì các bạn phải nhấn thêm cái phím chức năng nữa, đó là phím Fn kết hợp với phím print screen thì nó sẽ lưu lại được. Và các bạn chỉ cần vào pen và các bạn nhấn Ctrl V rồi sẽ lưu lại được cái bức ảnh đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.